Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Dulcevina. Bản tin trưa nay có những nội dung chính sau đây. Tổng giám đốc tham dự và phát biểu tham luận tại hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi. Ban lãnh đạo tuần tra an toàn và chất lượng tháng 10. Tiếp và làm việc cùng đoàn ủy ban nhân dân và đoàn thanh niên xã Bình Thuận. Tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng Đô San, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 10, Tổng giám đốc Kim Hoa Tae cùng 600 đại biểu đã tham dự hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi do Ủy ban dân tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh phát triển, văn hóa và con người, thu hút đầu tư đến các cơ quan, tổ chức, đối tác trong và ngoài nước. Tại hội nghị, Tổng giám đốc đã trình bày tóm lược về đầu tư và kế hoạch kinh doanh tại Quảng Ngãi trong thời gian tới. Tổng giám đốc cho biết, do sự thay đổi của xu hướng năng lượng toàn cầu và nhu cầu của khách hàng, Dulcevina đang tập trung chuẩn bị cho việc tiến vào những lĩnh vực kinh doanh mới, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, bên cạnh các sản phẩm chủ lực là cẩu và module. Năm tới, Dulcevina sẽ cùng với công ty mẹ xúc tiến hợp tác với Siemens Gamesa để chế tạo tuabin điện gió và hợp tác với Ørsted để chế tạo chăn đế điện gió ngoài khơi, hướng đến lĩnh vực kinh doanh năng lượng bền vững. Tổng giám đốc đồng thời cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng Dulcevina trong hơn 16 năm qua. Tổng giám đốc cũng cam kết sẽ nỗ lực duy trì kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và sự phát triển ngành công nghiệp nặng Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh thực thi trách nhiệm cộng đồng và luôn đồng hành với các doanh nghiệp lân cận để cùng nhau phát triển và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương. Trong khuôn khổ hội nghị, vào chiều cùng ngày, trưởng đội truyền thông đối ngoại Đàm Văn Hạ cũng đã chia sẻ những tiềm năng cũng như sự hỗ trợ của tỉnh nhà trong suốt quá trình Dulcevina đầu tư và hoạt động tại Quảng Ngãi tại tòa đàm Cơ hội hợp tác và đầu tư vào Quảng Ngãi với sự tham dự của các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chiều ngày 23 tháng 10, Tổng giám đốc Kim Hoa Tae cùng các cấp quản lý đã có buổi tuần tra an toàn và chất lượng định kỳ nhằm quán triệt một số nội dung trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần. Nội dung của đợt tuần tra lần này hướng đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như kiểm tra việc triển khai các kế hoạch của từng nhà máy nhằm phòng chống thiệt hại đến mức thấp nhất về tài sản, trang thiết bị trước khi bước vào mùa mưa. Theo đó, Tổng giám đốc đã kiểm tra toàn bộ các điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp do nước mưa tràn vào hay gió mạnh, các khu vực bị rò rỉ nước, hệ thống thoát nước cũng như tình trạng đường dây, thiết bị điện, thiết bị chống sét. Tổng giám đốc đặc biệt nhắc nhở các cấp quản lý chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì mạch sản xuất, đồng thời cần có biện pháp gia cố giàn giáo và đảm bảo trang thiết bị, vật liệu ngoài trời, đặc biệt đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao và hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trong mùa mưa bão. Ngoài ra, Tổng giám đốc cũng nhắc nhở về 3D 5S, chất lượng và tiến độ sản xuất của các dự án. Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2023, hoạt động tuần tra an toàn chất lượng hàng tháng của ban lãnh đạo công ty là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu không tai nạn trong 6 tháng cuối năm, góp phần đảm bảo duy trì mạch sản xuất, ổn định kinh doanh cho toàn công ty. Liên quan đến kế hoạch triển khai chương trình đào tạo nghề miễn phí cho đoàn viên thanh niên xã Bình Thuận, đoàn 7 thành viên đến từ Ủy ban nhân dân và đoàn viên thanh niên của xã vừa có buổi làm việc với bộ phận TD vào chiều ngày 24 tháng 10 năm 2023. Đoàn 7 thành viên do ông Bùi Minh Của, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Bình Thuận làm trưởng đoàn, đã được trưởng phòng đào tạo Nguyễn Tất Sửu tiếp đón tại trung tâm LC. Bên cạnh việc trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo nghề, đoàn được hướng dẫn tham quan khu vực đào tạo cũng như tận mắt chứng kiến hoạt động đào tạo nghề thực tế đang diễn ra tại đây. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Bình Thuận Bùi Minh Của cảm ơn Dulcevina đã tạo điều kiện để lãnh đạo địa phương tìm hiểu sâu hơn về chương trình đào tạo nghề, là tiền đề cho việc triển khai chương trình đào tạo nghề miễn phí cho đoàn viên thanh niên khó khăn và bộ đội xuất ngũ tại địa phương trong thời gian tới. Địa phương sẽ đồng hành cùng trung tâm để chương trình học diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng Dulcevina cùng với các trường trên địa bàn sẽ phát triển thêm nhiều chương trình đào tạo nghề cho thanh niên và góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trước đó, đại diện Dulcevina đã có buổi làm việc với hai đơn vị này về đào tạo nghề miễn phí cho 12 đoàn viên thanh niên thuộc diện khó khăn và bộ đội xuất ngũ của xã trong quý 1 năm 2024. Nhằm thực hiện đầy đủ các quy định có liên quan trong hoạt động khai thác cảng, Trung tâm SOS Môi trường đã tiến hành huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho 14 nhân viên Dulcevina vào sáng ngày 25 tháng 10. Buổi tập huấn xoay quanh 5 chuyên đề gồm kiến thức cơ bản về sự cố tràn dầu, quy định pháp luật hiện hành về hoạt động phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu, các nguồn tiềm ẩn nguy cơ sự cố tràn dầu,
lực lượng trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu và hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Sau phần lý thuyết, các học viên đã được hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị vật tư chuyên dụng phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu và thực hành theo một tình huống giả định tại khu vực cảng Đô Safina. Qua buổi huấn luyện, các học viên đã được nâng cao đảm bảo nắm vững các kiến thức lý thuyết, hiểu nguyên tắc và sử dụng một số trang thiết bị vật tư ứng phó sự cố tràn dầu cơ bản. Sự cố tràn dầu là nguy cơ hiện hữu tại các cảng cơ sở, dự án có hoạt động sử dụng, lưu chứa và vận chuyển xăng dầu. Theo quy định tại quyết định số 12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu là yêu cầu bắt buộc xây dựng và nâng cao kỹ năng tính chủ động cho lực lượng tại chỗ. Đô Safina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đô Safina, DVTV, V14N43. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin của Đô Safina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và ISO với từ khóa Đô Safina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.